Xin chào các em đến với master. Thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về cách uh, cấp quyền trong giao thức học 2 sử dụng password flow Thì password flow này bản chất là thằng client sẽ có form đăng nhập và từ đấy người dùng sẽ đăng nhập thông tin username password vào Từ đó client sẽ sử dụng username password của người dùng kết hợp với client id và client script gửi lên con server và server trả về một access token Thì trong thực tế cái cách cấp quyền này ít được sử dụng và khuyến cáo không nên dùng bởi vì có nhiều hạn chế thứ nhất là dễ bị hacker tấn công thứ hai là không thể áp dụng được như là xác thực à, đa yếu tố hoặc là sử dụng một tài khoản cho nhiều các ứng dụng khác nhau thì đấy là những giới hạn do vậy password flow này không được khuyến cáo dùng và đã được loại bỏ đi thì cái luồng cấp quyền như sau là thằng user và client app sẽ sâu là một cái form login lúc này người dùng đăng nhập username password và sau đó sẽ client sử dụng username password kết hợp với client id và secret gửi đến con server thì server xác thực và trả về access token và có thể kèm theo app Refresh token tùy vào server chúng ta cấu hình và sau đó client sử dụng cái thằng access token này gửi lên resource server để lấy về dữ liệu thì về cái cách uh, sử dụng thằng uh, password flow như vậy thì chúng ta có thể đi đến demo để chúng ta có thể test thử như vậy để sử dụng cái cơ chế cấp quyền access token sử dụng password flow thì ở đây các em chỉ việc thêm vào trong authorize client đây là password bài học trước chúng ta đã thêm vào đây rồi, bài học này cam chỉ việc start con server lên và dùng postman thì trong thằng postman này các em chỉ việc là cấu hình Đối với thằng Authorized header cầm để Basic chính là Client ID và Client Secret. Còn đối với Para ở đây chúng ta sử dụng type là Password cầm nhập vào đây Password Username và Password của người dùng Ở đây người dùng là người dùng quản lý tài nguyên rủi hay là End User của em các em nhập vào đây Cầm bấm Send thì nó sẽ trả về cho em một cái thằng Asset Token bên dưới này Như vậy với cái luồng cấp quyền Asset Token sử dụng Password Grant này khá là đơn giản Thì Client đã có hết thông tin của thằng User rồi Thì hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo để chúng ta có thể sử dụng những cái cơ chế cấp quyền khác